Chào mừng bà con đã quay trở lại với điện máy Cường Linh cũng là cơ khí Thịnh Thành. Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại ở đây đâu anh Mạnh nhỉ? Đây là Sóc Sơn. Ở Sóc Sơn, Hà Nội. Đấy, bàn giao máy ép cắm viên S186. Trục cắt đăng ô tô cho khách. Đấy, dòng S186 trục cắt đăng ô tô. Chạy motor 3 kỳ rưỡi, 5 ngựa. Đây đầu hộp số và quả lô. Kỹ thuật là đang tiến hành là lắp phếu. Dòng F186 này thì công suất 1 giờ nó ra từ tầm 150 đến 180 kg trên 1 giờ. Bà con lưu ý là trong máy này là mặt sàng là 4 ly nha bà con. Con thôi tối con vịt lại xuống. Dòng máy S186 Plus này thì đang có giá bán là 8.300.000 bao ship về tại nhà cho mình. Quay cái xung cảnh này, cảnh xung quanh này nó khác tí em. Hoa hoài cây cối này. Quay để lát quay xe ngoài chứ. Máy móc xe. Anh ơi, nguyên liệu đâu anh nhỉ? Dòng mà ép cám viên này là rất là phù hợp cho các hộ chăn nuôi gia đình. Đấy. Đấy. Rất là vừa luôn, từ 150 đến 180 kg cho một giờ. Ví dụ ở đây là chủ nhà là có ốc là ốc nhiều vàng và rau, bà con ở nhà bà con có thể có mua hạt hoặc là lúa, bà con có chuẩn lẫn với cám bột, nhưng mà bà con lưu ý là nguyên liệu chính của nó là phải có cám bột cho bà con nó mới có độ chất dính được. Rất là trẻ luôn, đang đam mê về chăn nuôi. Nó đặt một con ngựa ép cắm viên để phục vụ trong chăn nuôi dễ dàng hơn.
Đây nha bà con, đây là trang trại gà của khách ấy. Đấy, gà rất là nhiều luôn. Gà này chắc cũng tầm phải mấy nghìn con. Gà rất là nhiều. Đấy, khách thì đặt mua máy ép cám viên dòng gia đình S186 Plus. Đấy, công suất của dòng S186 Plus thì một giờ nó cho là mình sản lượng từ 150 đến 180 kg trên một giờ. Đấy. Trang trại gà khách. Đấy, ở đây là Quốc Oai Hà Nội. Khu nghỉ dưỡng Thiên Phú. Bà con nhà thấy đấy, gà rất là nhiều luôn. Đấy, đây chỉ là mới một trang trại, còn trên kia còn mấy trang trại nữa. Yeah.